Thưa quý vị, một bạn đọc có địa chỉ email là viva710a@gmail.com có gửi câu hỏi về cho báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng: Theo tôi được biết, vào năm 25 tuổi là phải đổi căn cước công dân. Năm nay tôi 24 tuổi và chứng minh nhân dân cũ đã hết hạn nên buộc phải đi đổi sang căn cước công dân. Xin hỏi giờ tôi muốn đổi sang căn cước công dân thì năm 25 tuổi có phải đi làm căn cước công dân hay không? Dưới đây là giải đáp đến từ luật sư Lê Văn Bình, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Điều 23 Luật Căn cước Công dân năm 2014 quy định, khi rơi vào các trường hợp sau thì phải đổi căn cước công dân. Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi, đủ 60 tuổi, căn cước công dân bị hư hỏng không sử dụng được, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhân dạng, xác định lại giới tính, quê quán, có sai sót về thông tin trên căn cước công dân, khi công dân có yêu cầu. Cũng theo quy định tại Điều 21 luật này, trường hợp căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi quy định phải đổi, tức là 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi, thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo. Do đó, căn cứ vào quy định trên thì người dân khi đến các mốc độ tuổi là 25, 40 và 60 tuổi phải tiến hành đổi căn cước công dân. Trong trường hợp này, bạn đi đổi căn cước công dân khi đang 24 tuổi thì được quyền sử dụng đến năm 40 tuổi mới phải đổi lại. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.